Xin chào bạn, đây là ống kính cam lăng 70mm f1.1. Và đợt này á, hãng đang sale rất là lớn cái con lens này luôn. Các bạn không thể nào tin được một con lens tiêu cự 70 khẩu độ siêu lớn f1.1 mà giá nó chỉ có khoảng 5 triệu thôi. Siêu siêu rẻ luôn. Lúc trước á, con lens này nó có giá khoảng hơn 7 triệu, nhưng mà đợt này nó có giá khoảng 5 triệu thôi. Và bên mình sang sale về được một lô cho khách hàng như vậy. Và bên mình cũng là một clip cái trên tay cho các bạn xem thử qua nhé. Đây cái hộp của nó, cam lăng truyền thống đó giờ thì làm hộp giống như vậy. Và cam lăng á là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Thì nó ít làm len lắm, nhưng mà những con len của nó làm ra thì cực kỳ chất lượng. Đây là khăn lau len truyền thống của cam lăng sẽ được tặng. Và chút nữa sẽ có thêm một cái nữa, đó là cái hút. Lúc nào mấy con len cam lăng sẽ cũng có tặng kèm hút hết. Đây hút nhìn chất lượng lắm các bạn. Kim loại luôn nha. Rất là chắc chắn, bớt luôn nè. Đó, kim loại. Vì là khẩu độ rất là lớn nên trọng lượng của nó mình cầm á nó cũng khá là nặng. Nó rơi vào khoảng 770g cho một con len MF như vậy. Phi của nó cũng rất là to, đó là 77mm. Với phi 77 thì bạn dễ dàng mua được các filter như là UV, CBL hoặc là mấy cái filter hiệu ứng như là Dynamic nè, Wide nè để cho nó đẹp. Đây, trên tay mình là ngàm cho Fujifilm. Thì các bạn có thể thấy là này, ống kính nó to đùng luôn, khẩu độ nè. Đó. Khẩu độ lớn nhất là F1.1, khẩu độ bé nhất là F11. Trước đây thì cam lăng nổi tiếng về cái con len là 50mm F1.1 phiên bản đời 1 tiếng vang luôn các bạn, giá siêu rẻ, khẩu độ lớn nhất thế giới hồi đó. Rồi sau đó hãng nâng cấp lên cái phiên bản đời 2. Đây. Còn đây là con 70, con này thì siêu chân dung xóa phông rồi. Ở mặt trước của nó thì sẽ được theo hãng nói thì sẽ có nhiều lớp phủ protein để thứ nhất là tránh hiện tượng quang sai, viền tím cho màu sắc đẹp hơn và chống được mấy hiệu ứng bóng ma. Khoảng cách lens nét gần nhất của nó là 70cm. Và với ống kính này á, thì nó sẽ có ngàm cho Fujifilm nè, Sony, Canon FM và M43. Và bây giờ mình sẽ cắm lên body Fujifilm để cho các bạn xem nó như thế nào nha. Lúc nào mấy con lens cam lăng nó cũng sẽ có cái viền vàng như vậy, nhìn rất là đẹp. Đây, cắm lên body Fujifilm XS10 của mình thì nhìn nó rất là hợp luôn, đẹp lắm. Này mà đi chụp thể loại mà team shot phong mùng mịt á, chuẩn bài. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái hút lên thì cho các bạn xem luôn. Thì tất nhiên cái hút này nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái filter máy ảnh đâu nha bạn. Các bạn chỉ cần mua filter gắn vô rồi gắn cái hút này vô thôi. Đó. Khi gắn cái hút thì chữ cam lăng nó nằm ngay hàng, nhìn rất là đẹp. Rồi nếu mà các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là fanpage bên mình là 7 Artisan Việt Nam. Mình sẽ để ở đây liên mua hàng được miễn phí vận chuyển và có hỗ trợ trả góp 0%. Mình sẽ để bên dưới nhé. Rồi, xin chào các bạn.